thực sự thì sau 3 năm thì nó bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, rồi bên cạnh đó là rất là nhiều thứ nữa, thì và đến bây giờ thì Nhất đã chuẩn bị quay trở lại với One Championship. Thì thực sự thì mình rất là hào hứng, tại vì ở One Championship là một trong những cái đấu trường mà bản thân Nhất luôn khao khát mình chinh phục nó, cho nên là rất là hào hức, và thực sự là nó có nhiều cảm xúc lắm, cho nên là mình cũng tập trung cái tinh thần thật là tốt cho cái lần này khi quay trở lại. Đối với hạng cân của Nhất tại One Championship thì cái mục tiêu của mình là mình sẽ cố gắng lọt vào top 5. Khi mà mình lọt được vào top 5 thì mình sẽ có cơ hội để tiến hành hơn với lần cuộc đối đầu với nhà vô địch. Như vậy thì mình sẽ có cái cơ hội để có thể chinh phục nó. Nhất nghĩ ở trong cái trận đấu thứ ba này là cái ý nghĩa đầu tiên đó là nó sẽ đánh dấu cái sự quay trở lại của Nhất tại One Championship. Cái thứ hai nữa nó chính là cái một cái thử thách của mình để mình có thể lọt vào trong những cái top 10. Sau đó thì mình sẽ có cơ hội đánh với những võ sĩ ở top 5. Thực sự thì khi mà One báo cho mình cái ngày thi đấu để quay trở lại thì mình cũng biết cái đối thủ. Nhưng mà ở đây khi mà bên trong cái vấn đề của One thì không cho được tiết lộ. Phải đến khi nào mà bên One Championship người ta đăng lên cái bài đó thì mình mới được tiết lộ thông tin về đối thủ. Thì sau khi mà mình nhận được cái hợp đồng quay trở lại để thi đấu với One thì mình đã bắt tay vào tập luyện ngay. Sau cái giải đấu vừa rồi của Nhất của Cali Fitness tổ chức thì Nhất quay trở lại tập luyện liền. Và mình sẽ có một cái giáo án cũng như là một cái giáo trình để mình có thể đúng điểm rơi khi mà mình nhập cuộc vào trận đấu. Có lẽ là Nhất sẽ đi Thái Lan để tập huấn một khoảng thời gian nữa để mình nâng cao thêm cái kỹ năng cũng như cái kỹ thuật của mình, để sau đó thì mình quay trở lại quanh cho nó tốt. Kế hoạch đi Thái Lan tập huấn của Nhất dự kiến diễn ra ở thời điểm nào và như thế nào? Nó sẽ dự kiến có lẽ là ở giữa tháng 11 đó, thì nó sẽ cái giai đoạn mà mình sẽ tập nặng nhất đó, sau đó thì sau cái giai đoạn đó thì mình sẽ tập chuyên về tốc độ để đúng điểm rơi khi thi đấu. Nó là chính là những cái kỹ thuật về đối kháng là chính, là mình sẽ đấu tập nè, rồi mình sẽ tập đánh bao cát với đánh lâm bi mà đánh thật là nặng giống như là mình đang thi đấu gì đó. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi giống như là mình đang trong một cái trận đấu.